Hiếu sẽ giao lưu với fan. Fan vượt nha fan đi. Ờ, fan này fan đang đi Bắc Nam. Hi fan. Hello fan. Hello. Đi đó. Oh, oh. Where you going? Sài Gòn. À, nhưng mà bên đây là đi phần nửa bây giờ đoạn thôi. Đến Sài Gòn là 60 cây phải không? Em đi 30. À. Ok, em đi bộ hả? Đi bộ. Thiệt không fan? Thiệt đó, à, đi bộ rồi. Trời ơi, ủa mà fan là Việt Kiều hay là Fan là nước nào? À, sống ở bên Pháp. À, Phong C. Nhưng mà từ dân Việt Nam mà. Ờ, à, thì ok ok, à, fan tên gì? Tên Tùng. Hả? Tùng. Tùng, ok ok fan. Có tưởng đâu ấy mình... Đi đâu vậy? Đà, đi đánh bóng chuyền dưới đây nè. Đã đâu vậy? Ở gần đây nè, lại đây chơi không? À, phải đi bộ thôi. Thì nhưng mà đi bộ trên đường bao nhiêu luôn. Đâu, bao nhiêu lâu vậy? Đi, đi, đi khoảng 50 phút à. 50 phút hả? Ok. À, đi đó hả? Ok fan. Rồi đủ chỗ hả? Thôi, ừ cũng được mà, phía sau có. Hả? Vô ủng hộ cho đội này. Ok, 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 fan, y cũ fan. Dạ, dạ. Lên, lên, lên luôn. Giao luôn fan. Để tắp vô Tùng. Dạ. Từ từ, tao bật rồi. Bình Khánh xuất hiện một fan rất là vui vẻ. Fan đến từ nước Pháp. Tên Tùng, Tùng, ok. Tùng, tên Tùng. Là Tùng là cái người mà đi bộ ba mấy ngày rồi. Hả Tùng? Bữa nay 32 nè. Ờ, à, là xuất phát ở đâu Tùng? Từ Đà Nẵng. Từ Đà Nẵng. Từ Đà Nẵng đi Sài Gòn. Rồi, từ Đà Nẵng là hôm bữa nay là ngày mấy? Đặt bóng ra ngoài. Điểm là 32. Số 32. Ủa vậy là tháng trước rồi phải không? Đi 30 tháng 3. 30 tháng 3. Rồi vào đi bộ tới đây là ngày thứ từ 32. Ồ. Tùng là nay nhiêu tuổi Tùng? 36 tuổi. Ra đi bộ. Tên tiếng Pháp là gì ta? Nói tiếng Pháp. Nhưng mà tên tiếng Pháp là gì? Không có tiếng Pháp. Tùng luôn. Ồ. Ồ ok. Tùng nói câu tiếng Pháp chào mọi người cái nào. Bonjour, comment ça va? Ờ, nói là mấy anh em bóng chuyền đánh cố lên được không? Là sao? Thì nên nói bằng tiếng Pháp á mấy anh em. Allez. Allez. Allez ok. Ok fan, y vậy nha fan. Y vậy nha fan.